sao mình vẫn muốn có một cái cuộc thử nghiệm động cơ phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng mặc dù các bạn giải thích rất là nhiều. Rất cảm ơn các bạn đã giải thích cho mình về cái vấn đề mà mình nói là động cơ phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng có tồn tại hay không, và mình đưa ra đó chính là chiếc xe, động cơ của chiếc xe Nissan Kicks mà mình nói với các bạn, thì các bạn chia sẻ, giải thích cho mình là về những cái lý do về định luật bảo toàn năng lượng nó vi phạm những cái quy tắc của định luật bảo toàn năng lượng nên là không thể tạo ra được một chiếc động cơ vĩnh cửu hoặc là phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng. Cái câu chuyện ở đây là mình nhìn thấy cái khoảng chênh lệch của động cơ xăng và động cơ điện ở trên xe hybrid. Cái công suất của nó hoàn toàn khác biệt nhau. Động cơ xăng thì cái công suất của nó nhỏ, Newton mét cũng nhỏ, và động cơ điện thì có cái công suất lớn và Newton mét lớn. Và mình nghe nói là động cơ xăng hoạt động ở dải vận tốc thấp hơn động cơ điện. Ví dụ như một chiếc xe đang chạy với cái tốc độ 100 km/h, cái động cơ điện có thể đạt đến 6.000 vòng trên 1 phút, nhưng mà cái động cơ xăng chỉ đạt khoảng 3.000 vòng trên 1 phút. Và cái công suất có thể thấy nó chênh lệch khá là lớn. Nên là mình nghĩ nếu mà cho cái động cơ điện đó kéo máy phát điện thì nó có thể tạo ra cái công suất lớn hơn cái động cơ xăng. Và đó là lý do mà mình nói với các bạn để chia sẻ đến những cái nhóm có điều kiện để thử nghiệm. Và mình vẫn muốn có một cái cuộc thử nghiệm nào đó để xem nó có hoạt động hay không. Nếu mà các bạn yêu thích động cơ phá vỡ định luật bảo toàn năng lượng, có thể chia sẻ đến những cái nhóm nào có điều kiện để thử nghiệm.